Thần tài báo tin vui, Bính Thân 1956, ngay ngày mai, tài lộc rực sáng, gặp thời đổi đời. Phong thủy phát tài xin được gửi lời chào và lời chúc may mắn tới quý vị khán thính giả đang theo dõi video đoán mệnh ngày hôm nay. Quý vị thân mến, người phương Đông chúng ta từ xa xưa đã có quan niệm rằng duyên phận đưa con người đến với nhau. Người thân kiếp này phần lớn là bạn bè kiếp trước, bạn bè kiếp này phần lớn là người thân ở kiếp trước. Hầu hết sự may mắn ở kiếp này là do người đã tu tâm tích đức ở kiếp trước mà có được. Đồng thời, những điều khiến cho người gặp rắc rối ở kiếp này lại là những điều mà họ đã từng gây tổn thương cho người khác ở kiếp trước. Trong video ngày hôm nay, Phong thủy phát tài sẽ giúp mệnh chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 vén bức màn duyên nghiệp để bói mệnh mình ngay ngày mai. Liệu những biến động gì sẽ ập tới, họa phúc ra sao? Mời quý vị cùng like và đăng ký kênh để chúng ta có thể đi tìm hiểu nội dung chính ngay sau đây quý vị nhé. Thần tài báo tin vui, Bính Thân 1956, ngày ngày mai, tài lộc rực sáng, gặp thời đổi đời. Xem bói tử vi tuổi Bính Thân ngày mai nhận thấy rằng, nhìn chung các phương diện cuộc sống của người tuổi Bính Thân đều phát triển khá hành thông trong ngày này nhờ có sự giúp đỡ của tam hợp. Nhân thời điểm thuận lợi này, bạn mệnh nên bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã lên sẵn từ trước. Trên phương diện sự nghiệp, bạn mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Bạn bè, đồng nghiệp luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Cũng nhờ tinh thần đoàn kết này mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành trước thời hạn. Tuy nhiên dù gặt hái được thành công, bạn mệnh cũng chớ vì thế mà chủ quan kiêu ngạo, bởi xung quanh bạn đôi khi vẫn có kẻ tiểu nhân rình rập, ghen ghét với các thành quả của bạn. Phương diện tài lộc cũng có những bước tiến nhất định. Người làm đầu tư kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể ký kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bạn thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều, nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai. Sau đây là những luận giải chi tiết. 1. Tử vi sự nghiệp. Cục diện tam hợp đem lại nhiều tác động tích cực cho vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân. Nhiều cơ hội phát triển mở ra ngay trước mắt, bạn chỉ cần chủ động nắm bắt thì cơ hội gặt hái thành công nằm ngay trong tầm tay. Khoảng thời gian ngày mai này, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa với đồng nghiệp, bạn bè. Vì thế ai cũng sẵn sàng giang tay giúp đỡ nếu bạn gặp phải khó khăn. Nhờ có sức mạnh của tập thể, những việc tưởng chừng khó khăn cũng có thể hoàn thành trước thời hạn. Nhờ đó bạn được tuyên dương khen thưởng, cấp trên đánh giá rất cao những thành tích bạn gặt hái được nên sẽ tạo cơ hội cho bạn thể hiện khả năng của mình. Khi được giao cho những nhiệm vụ mang đầy tính thách thức, bạn sẽ mạnh dạn chấp nhận và cố gắng hết sức mình. Bạn sẽ phát hiện thêm được nhiều điểm mạnh của mình. Tuy nhiên dù thành công rực rỡ đến mấy, bản mệnh cũng cần đề phòng tác động xấu do nguyệt lệnh lâm tuyệt mang lại. Chẳng ai có thể làm vừa lòng được tất cả mọi người. Xung quanh bạn cũng có không ít những kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ. Vì thế bạn cần ý thức được vị trí của mình, luôn giữ đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ lý trí, tránh để bản thân bị lung lạc bởi những lời bàn ra tán vào của người khác. Người trẻ tuổi vội tránh quá mức trong việc lựa chọn hướng đi của mình. Khi cảm thấy băn khoăn bối rối, bạn nên hỏi ý kiến của những người đi trước. Có thể đối phương sẽ đưa cho bạn những góp ý hữu ích. 2. Tử vi tài lộc. Theo tử vi ngày, tình hình tài chính của người tuổi Bính Thân có những chuyển biến tích cực hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Nhờ có tam hợp chỉ đường dẫn lối, bạn có thể tìm được hướng đi đúng đắn, thoát khỏi tình trạng lối mòn trước kia. Với người làm ăn kinh doanh, quan hệ xã giao thuận lợi giúp bạn dễ dàng tìm kiếm được những hợp đồng có giá trị. Nhiều khách hàng đối tác mới nghe đến danh tiếng của bạn và cũng muốn hợp tác phát triển. Chỉ cần bạn có một con mắt tinh đời, nhận ra đâu là cơ hội mình nên nắm bắt, thì ăn sẽ thu về được một túi tiền rủng rỉnh. Người làm công ăn lương dễ nhận được khoản thưởng nóng nhờ những thành tích nổi bật trong công việc. Lãnh đạo sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Thậm chí một vài người may mắn còn được xem xét cất nhắc hoặc tăng lương. Nguyệt lệnh lâm hộ tác động, khuyên bạn chớ nên vội vàng tin vào lời rủ rê, lôi kéo của người khác trước khi đưa ra quyết định. Bạn cần tham khảo ý kiến nhiều người, đồng thời kiểm chứng thông tin rõ ràng để tránh tốn tiền vô ích. 3.
tử vi gia đạo. Chuyện gia đạo của người tuổi Bính Thân có dấu hiệu khởi sắc trong ngày này nhờ có tác động đồng thời của cục diện tam hợp và ngũ hành tương sinh. Vì thế bạn có cơ hội được tận hưởng hạnh phúc. Quan hệ giữa bạn và người thân ngày một bền vững hơn. Hai người nhanh chóng tháo gỡ được những hiểu lầm, mâu thuẫn sau khi trò chuyện với nhau một cách nghiêm túc và không giấu giếm. Cũng thông qua những cuộc nói chuyện này, hai người hiểu thêm về tính cách, suy nghĩ và hành xử của nhau. Cũng nhờ có gia đình, bạn tìm được động lực để cố gắng phấn đấu mỗi ngày. Bạn muốn mình gặt hái được những thành tích lớn lao, giúp người thân tự hào và góp phần cải thiện đời sống gia đình. 4. Tử vi sức khỏe. Tiếc là vấn đề sức khỏe của người tuổi Bính Thân không thực sự lý tưởng trong thời điểm này. Bạch hổ hung tinh mang tới nhiều dấu hiệu xấu, đề nghị bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay sử dụng đồ vật sắc nhọn, nếu không dễ vướng họa huyết quang. Bạn đừng nên điều khiển phương tiện giao thông khi cơ thể đang mệt mỏi, thiếu tỉnh táo hay cố tình vi phạm luật giao thông. Sự bất cẩn của bạn không chỉ khiến cơ thể phải chịu tổn thương mà còn gây hại cho người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhớ duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, không nên thức khuya, dậy sớm. Ăn quá nhiều đồ ngọt, dầu mỡ hoặc cay nóng dễ gây tác động xấu cho dạ dày. Thưa quý vị, để nắm rõ vận khí của mình và đưa ra các kế hoạch quan trọng trong năm nay, mời quý vị hãy cùng nghe phần luận đoán các tháng còn lại trong năm của mình sẽ có vận hạn ra sao ngay sau đây nhé. Tháng 3. Tử vi tháng 3 năm 2024, tuổi Bính Thân âm lịch, nguyệt lệnh bệnh, nên thời gian này tuổi Bính Thân có xu hướng ủ rũ, không thích làm việc, lười hoạt động, không thích trốn đông người, chỉ muốn tới nơi vắng vẻ. Bạn có cảm giác càng tới nơi ồn ào náo nhiệt thì càng bị cạn kiệt năng lượng. Bản mệnh tháng này thường khá bảo thủ, người khác nói không vừa ý là ngay lập tức giận hờn, không còn biết phân định đâu là đúng sai. Điều này chỉ chứng tỏ bạn trẻ con, cố chấp mà thôi. Nếu bạn còn giữ thái độ này, mọi người sẽ rất khó làm việc với bạn. Người tuổi Bính Thân trong các mối quan hệ dễ bị vướng mắc trong tháng này khi bạn đặt quá nhiều kỳ vọng vào người thân xung quanh mình. Bạn nên nhớ rằng đối phương là người bạn đồng hành cùng bạn, đừng quá phụ thuộc và kỳ vọng quá nhiều trách nhiệm ở họ. Khi bạn hy vọng nhiều thì mới có chuyện tình cảm không đạt được mong muốn. Về khía cạnh sức khỏe của tuổi Bính Thân tháng này cũng nên thận trọng, nhất là khi bạch hổ hung tinh mang điềm báo tai họa, thậm chí đó là họa huyết quang. Nhìn chung nhớ phải đi đứng làm việc cẩn thận, không được chủ quan. Khẩu quyết, những lời chỉ trích của người khác cũng có điều đúng và nên lắng nghe chọn lọc. Quý nhân Mùi, Tý, tiểu nhân Mão, Thìn, màu sắc may mắn tím, trắng, số may mắn 53, 77, 89. Tiếp theo là tháng 4. Tử vi tháng 4 năm 2024 tuổi Bính Thân âm lịch, thấy đây là thời điểm vận trình của bản mệnh biến động mạnh, hung cát khó lường. Có thể trước đó bạn đang gặt hái thành công với nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ngay sau đó bạn lại phải đối diện với những lời đồn không hay về mình. Dưới tác động của nhị hợp, bạn thông minh, nhanh nhạy, đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích cho tập thể. Cấp trên có thể yên tâm giao cho bạn nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên chính điều đó cũng khiến bạn nảy sinh kiêu ngạo. Hãy chú ý cách hành xử của mình, chớ coi thường người khác, kẻo cục diện tương hình sẽ đem tới những kẻ tiểu nhân gây họa cho bạn. Phương diện tài lộc lúc tốt lúc xấu, bạn có thể nhận được khoản lời lãi từ những mối đầu tư trước đó của mình, nhưng cũng có thể phải chi tiêu nhiều để giúp đỡ người khác, có lúc còn làm ơn mắc oán, vừa tốn tiền vừa khiến mọi chuyện tiến triển xấu đi. Hơn nữa tháng này bạn còn tốn thêm nhiều tiền để mua bán trưng diện cho mình. Khẩu quyết, tinh thần ủ rũ, lơ là trong công việc, dễ mắc các lỗi sai. Quý nhân Thìn, Mão, tiểu nhân Ngọ, Tuất, màu sắc may mắn nâu, xanh, số may mắn 64, 78, 44. Tiếp theo là tháng 5. Nhiều khó khăn ập đến với người tuổi Bính Thân trong tháng 5 này, đòi hỏi bạn phải thực sự cố gắng vươn lên, chớ nên nghĩ đến việc bỏ dở giữa chừng. Nếu bạn bỏ cuộc thì công lao từ trước đến nay đều đổ sông đổ bể. Dưới ảnh hưởng của sao bệnh, con giáp này thường xuyên cảm thấy mỏi mệt, không có tinh thần làm việc, thái độ làm việc đối phó, lơ là,
có thể khiến bạn mắc phải những lỗi sai đáng tiếc. Hãy nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Đồng thời, nếu cảm thấy việc nào vượt quá khả năng của mình, thì nên chủ động nhờ đến sự giúp đỡ của người khác để nhanh chóng giải quyết, chớ nên im lặng cho qua. Việc làm ăn cũng vướng phải nhiều khó khăn bởi bạn thường xuyên chậm chân so với đối thủ, khiến các khoản lãi lời chẳng được như xưa. Lượng khách hàng cũng có dấu hiệu sụt giảm. Thêm vào đó, bản mệnh còn dễ phải tốn tiền cho các hoạt động thuốc men, khám chữa bệnh, khiến khoản tiền vốn đã eo hẹp lại càng eo hẹp hơn. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc, thậm chí rơi vào cảnh ảm đạm. Vợ chồng bạn chỉ quan tâm đến việc của mình, không quan tâm đến nhau nên mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt. Nếu không biết trân trọng những gì mình đang có và tìm cách hàn gắn, thì tương lai bạn sẽ rất phải hối tiếc đấy. Khẩu quyết: quan hệ vợ chồng xa cách cần nhanh chóng hóa giải các khúc mắc. Quý nhân Hợi, Ngọ; tiểu nhân Mùi, Tý; màu sắc may mắn đen, vàng; số may mắn 042378. Tiếp theo là tháng 6. Bước sang tháng 6 năm 2024 âm lịch, vận khí của người tuổi Bính Thân đã có những khởi sắc hơn hẳn tháng trước. Trải qua một khoảng thời gian có nhiều xáo trộn, giờ là lúc để bản mệnh sắp xếp, điều chỉnh lại các kế hoạch và có những bước tiến chắc chắn hơn ở thời điểm này. Được cát tinh tả phù hỗ trợ đắc lực, vận trình công việc trong tháng này có tiến triển tốt hơn. Gạt bỏ những khó khăn trước đó, bạn nhận ra được bên cạnh những thách thức xảy đến với mình thì cũng là những cơ hội cho bản thân vươn lên mạnh mẽ. Nguyệt lệnh mộc dục cũng mang tới những mối nhân duyên tốt đẹp. Nếu biết tận dụng thì sẽ hỗ trợ tốt cho con đường phát triển sự nghiệp của chính bạn. Một vài cơ hội làm ăn cũng sẽ đến với bản mệnh, hứa hẹn giúp bạn trở thành một trong những người dư giả nhất, không phải lo chuyện chi tiêu trong suốt một khoảng thời gian dài. Kiếm được nhiều tiền, nhưng bạn cũng sẽ phải hao phí quá nhiều việc khác nhau. Nếu không kiểm soát tốt tình hình tài chính, sẽ dẫn tới kết quả thu chẳng bù chi. Vận trình sức khỏe của tuổi Bính Thân nhìn chung ổn định, tuy không hay đau ốm bệnh tật, nhưng con giáp này vẫn nên duy trì tập thể thao để tăng cường sức khỏe. Ngoài ra, khi tham gia giao thông, cũng nên tập trung tinh thần để tránh gặp sự cố đáng tiếc. Khẩu quyết: các nguồn thu chính phủ dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, có thể tiêu xài thoải mái. Quý nhân Thìn, Hợi; tiểu nhân Dậu, Tuất; màu sắc may mắn trắng, tím; số may mắn 646653. Tiếp theo là tháng 7. Tử vi tháng 7 năm 2024 tuổi Bính Thân âm lịch, lâm quan nhập mệnh, cho thấy tháng mới của con giáp tuổi Bính Thân duy trì được năng lượng tích cực trong mọi khía cạnh mà mình tham gia. Dù việc lớn hay việc nhỏ, bạn đều không nề hà, ai nhờ cũng làm. Con giáp tuổi này nổi bật với tư duy nhạy bén, khả năng phân tích của bạn cũng được chú ý vì có những đánh giá khác biệt, mới lạ so với mọi người. Tuy nhiên vì khác biệt nên không phải ai cũng hiểu cách bạn làm. Thay vì chống đối, bạn nên tuân theo, đừng cố gồng lên tranh cãi. Hãy thực hiện những dự định mà bạn tin tưởng. Khi có thành quả rồi thì mọi người sẽ phải công nhận mà thôi. Tháng 7 âm lịch dự báo, bản mệnh cũng dễ gặp phải những đối thủ mạnh. Trong trường hợp có nhiều người cùng cạnh tranh với mình, bạn không được xem nhẹ. Dù sao họ cũng có thế mạnh riêng mà không phải ai cũng có được. Nhưng đây cũng là cơ hội để con giáp tuổi Thân thể hiện năng lực của mình. Bản mệnh còn được đánh giá cao vì sự độc lập, bản lĩnh trong một số tình huống. Thậm chí có những người còn cứu công ty những bản thua trông thấy trên bàn đàm phán với các đối thủ. Nguyệt mệnh lâm quan dự báo tình cảm gia đình khó lâu bền, có dấu hiệu chỉ ra rằng mệnh nữ tuổi này bạc với chồng. Nếu bạn còn có tính đó thì khó mà có được hạnh phúc lâu bền. Khẩu quyết: có được sự đảm bảo về tài chính giúp bạn cảm thấy an tâm hơn. Quý nhân Tị, Mùi; tiểu nhân Sửu, Ngọ; màu sắc may mắn trắng, tím; số may mắn 037706. Tiếp theo là tháng 8. Tháng 8 này có thể coi là quãng thời gian vô cùng may mắn của người tuổi Thân. Dường như mọi phương diện cuộc sống của bạn đều có những bước chuyển đáng kể. Mọi khúc mắc cũng được giải quyết nhanh chóng. Nhờ có tam hội soi chiếu, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi trong khoảng thời gian này. Nhờ có mối quan hệ xã giao hài hòa nên bạn được mọi người ủng hộ, quý nhân giúp đỡ,
khiến nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng có cách giải quyết phù hợp. Thời điểm này dân thích hợp để bắt tay thực hiện những việc bạn đã lên kế hoạch từ lâu. Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu phát triển đáng mừng. Bạn có mối quan hệ xã giao rộng rãi nên làm quen được với nhiều đối tượng khách hàng, đối tác triển vọng. Đôi bên hợp tác ăn ý, hứa hẹn đem về một khoản tiền kha khá. Khẩu quyết, gặp gỡ quý nhân, được đối phương giúp đỡ giải quyết nhiều rắc rối. Quý nhân, Thìn, Mùi. Tiểu nhân, Sửu, Mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Số may mắn, 43, 67, 34. Tiếp theo là tháng 9. Tử vi tháng 9 năm 2024 của 12 con giáp báo tin vui cho tuổi Bính Thân biết. Tháng 9 âm này là khoảng thời gian vô cùng may mắn đối với bạn khi có hàng loạt cát tinh soi sáng con đường bạn đang đi. Làm gì cũng thuận lợi và hanh thông hơn cả mong đợi. Tam hội và trường sinh chiếu mệnh thay đổi toàn bộ cục diện vận trình của tuổi Bính Thân trong tháng mới. Sự thay đổi mang ý nghĩa tích cực, giúp bạn có niềm tin hơn vào cuộc sống và đón thêm những tin vui bất ngờ. Đường công việc thuận lợi nhờ tài quan hệ ngoại giao và ăn nói khéo léo của Bính Thân. Bạn không phải là con người thiếu suy nghĩ, vì thế nên trước khi nói ra suy nghĩ của bản thân thì bạn đều tính toán cực chi li và cẩn thận. Làm ăn có bước tiến mới, tiền bạc cũng đổ vào túi nhiều hơn. Tháng trước và tháng này, tuổi Bính Thân đỡ vất vả hơn hẳn trong vấn đề tiền bạc, công danh. Mặc dù đang trong hạn tam tài, nhưng nhờ cát tinh nâng đỡ nên bạn cũng đỡ vất vả hơn hẳn. Tháng này chủ về di chuyển nhiều mới có tiền, ăn nói hoạt bát lanh lợi thì tạo được các mối quan hệ tốt. Những người thụ động và ít nói sẽ chịu thiệt thòi, đôi khi cứ dẻo miệng, xanh xòi một chút lại có lợi cho tương lai về sau, đừng ngại. Khẩu quyết, người tôn chẳng bao giờ khéo miệng, sống sao để không hổ thẹn với đời là đủ rồi. Quý nhân, Thìn, Mùi. Tiểu nhân, Sửu, Mùi. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Số may mắn, 52, 7, 85. Tiếp theo là tháng 10. Xét về cục diện tử vi tháng 10 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Bính Thân phải chịu không ít áp lực và căng thẳng trong tháng mới do tương hại xuất hiện. Mọi việc trở nên khó khăn hơn. Bản mệnh cũng thường xuyên vất vả ngược xuôi. Vận trình sự nghiệp của tuổi Bính Thân trong tháng 10 âm lịch này khá ảm đạm, khó tìm được cơ hội phát triển mục tiêu thăng tiến, cũng xa tầm với. Tinh thần sa sút cũng ảnh hưởng ít nhiều tới hiệu quả công việc. Bạn thiếu đi động lực cố gắng, xảy ra vấn đề chỉ nghĩ tới việc né tránh thay vì tìm cách giải quyết. Bạn nên sớm chấn chỉnh bản thân, không quên đề phòng tiểu nhân và thị phi. Về tài lộc, do cách cục tử vi xấu kết hợp với hung tinh âm sát khiến tài vận của đương số khá ngặt nghèo, kinh doanh có phần thua lỗ hơn trước đó. Đầu tư thiếu hiệu quả cũng làm thất thu một khoản không nhỏ. Người tuổi Bính Thân trong tháng này nên học cách tăng thu giảm chi, nén mình đợi chờ thời cơ thay vì hành động bốc đồng. Chuyện tình cảm của Bính Thân trong tháng 10 âm lịch cũng không mấy sáng sủa. Các mối quan hệ thường xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn trong nhiều việc, thậm chí có thể vì đó mà mất đi một người bạn tốt. Hơn nữa do ảnh hưởng của hại thái tuế khiến tâm tình bị kìm nén, bực dọc, cáu kỉnh. Con giáp này có xu hướng trút giận lên người bên cạnh, khiến mối quan hệ đôi bên xấu đi và rạn nứt ngày càng lớn. Tháng này áp lực gia tăng, tuổi Bính Thân lại thường xuyên lao lực để giải quyết rắc rối, là điềm báo sức khỏe, xuất hiện nhiều mối nguy. Thể trạng sụt giảm nhanh chóng, bản mệnh nếu không có ý thức chăm sóc bản thân thì đổ bệnh là điều sớm muộn. Khẩu quyết, công việc có nhiều sự cản trở, nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Quý nhân, Thìn, Mão. Tiểu nhân, Ngọ, Tuất. Màu sắc may mắn, nâu, xanh. Số may mắn, 35, 76, 99. Tiếp theo là tháng 11. Xét về cục diện tử vi tháng 11 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Bính Thân nên chuẩn bị cho mình một tinh thần mạnh mẽ và một cơ thể khỏe mạnh để sẵn sàng vượt qua những trở ngại trong tháng tới. Nguyệt lệnh tuyệt nên vận trình sự nghiệp của tuổi Bính Thân thời gian này có nhiều khó khăn trở ngại hơn bạn có thể dự đoán. Bạn có cảm giác không được an tâm vì nhiều việc bị thay đổi kế hoạch vào phút chót. Những thay đổi ban đầu còn đòi hỏi bạn thích nghi nhanh
nên bạn vô cùng vất vả. Thế nhưng lâu dần thì mọi thứ cũng thành quen, bạn phản ứng nhanh chóng hơn, nhờ thế mà căng thẳng cũng được giảm nhẹ. Trong thời gian này cũng có nhiều vấn đề cạnh tranh, bản mệnh có cảm giác không vui khi mình phải bon chen hoặc cố tìm lợi thế cho mình, tránh bị gây hại. Đó là lý do gây ra những lời đồn đại xấu về bạn, có sự ghen ghét giữa những người được và người không làm được. Tháng này bản mệnh cũng phải lưu tâm hơn tới khía cạnh thể lực vì có ngũ quỷ hung tinh gây hại sức khỏe của bản mệnh. Đó có thể là kết quả của việc bạn thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, phải đấu tranh tâm lý trong công việc trong một thời gian dài. Khẩu quyết, bạn có thể tự mình kiểm soát tình hình đang diễn ra, không đùn đẩy trách nhiệm. Quý nhân, Tị, Sửu, tiểu nhân, Mão, Tuất, màu sắc may mắn, tím, đỏ, số may mắn, 536708. Tiếp theo là tháng 12. Tử vi tháng 12 năm 2024 tuổi Bính Thân âm lịch, thấy tháng cuối cùng của năm 2024 không có nhiều biến động lớn đối với người tuổi Bính Thân. Song bạn cũng không gặt hái được những thành tích quá đáng kể. Đây là lúc bạn cần xem lại mục tiêu và cách thức làm việc của mình. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn đưa ra nhiều mục tiêu và đích đến cao xa cho mình, song bạn lại thiếu kiên trì, chỉ duy trì được hứng thú ban đầu. Bạn cũng thường xuyên nhẹ dạ cả tin, nên dễ tin lầm kẻ xấu, đưa ra những quyết định không đúng đắn. Tất cả khiến mọi việc cứ mãi dậm chân tại chỗ. Trên phương diện tài lộc, bạn khá ham vui nên dễ chi tiêu cho những việc không thực sự cần thiết. Bên cạnh đó, bạn cũng dễ tin theo lời rủ rê, lôi kéo của kẻ xấu, đánh mất khoản tiền đang có trong tay. Người làm ăn kinh doanh thì lại tỏ ra khá chần chừ trong các quyết định đầu tư, dễ bỏ lỡ những cơ hội tốt. Tin vui là phương diện tình cảm gia đình lại khá xuôi trèo mát mái. Bạn cởi mở trong việc giao lưu trò chuyện với người khác giới, nên cũng dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Người tuổi Bính Thân cũng dần chủ động hơn trong việc trò chuyện và giúp đỡ nhau trong các công việc nhà. Khẩu quyết, chớ cả tin nghe theo lời kẻ xấu, đánh mất số tiền trong tay. Quý nhân, Thìn, Hợi, tiểu nhân, Dậu, Tuất, màu sắc may mắn, trắng, tím, số may mắn, 537833. Thưa quý vị thân mến, trong tháng luôn có những ngày không may mắn và có thể dễ chiêu về xui xẻo con giáp, nên việc áp dụng phong thủy vào cuộc sống thường ngày sẽ giúp quý vị có thể dễ dàng xua đuổi đi những tà khí xấu và phần nào chiêu gọi may mắn. Trong phần tiếp theo của chương trình, Phong thủy Phát Tài sẽ hướng dẫn quý vị một số phương pháp thú vị trong phong thủy vận mệnh, cùng chiêm nghiệm nhé. Theo quy tắc phong thủy cổ xưa, nhà ở luôn cần có năng lượng sạch mới vượng được. Hãy tránh xa những điều mang năng lượng xấu vào nhà này nhé. 1. Bạn lười dọn dẹp những món đồ thừa. Báo, chai nhựa, sách cũ, vương vãi khắp nơi, quần áo bẩn hay đống đồ chơi có thể là trở ngại thực sự cho sự tiến bộ của bạn cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu bạn muốn cảm thấy tự do, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, hãy dọn dẹp nhà cửa ít nhất một lần một tuần, đừng xem thường tác hại nhà cửa luộm thuộm. Hãy loại bỏ những món đồ thừa thãi không còn tác dụng cho ngôi nhà của bạn bằng cách tặng chúng cho người khác và giải phóng bản thân khỏi xiềng xích của quá khứ để có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Có một số thứ chỉ nên ở lại trong quá khứ, nếu chúng không còn hữu ích với bạn thì chúng cũng sẽ không giúp ích gì cho bạn trong tương lai. Tốt nhất là hãy dẹp bỏ chúng đi. Ngoài ra hãy cân nhắc việc quyên góp những món đồ này cho quỹ từ thiện. Vì cũ người mới ta, bạn không cần nhưng chắc chắn còn nhiều người cần tới. Miễn là món đồ đó còn có thể sử dụng tốt, thứ mà bạn không cần có thể trở thành thứ hữu ích cho tương lai của người khác. 2. Tủ quần áo của bạn quá đầy. Tủ quần áo của bạn quá đầy là một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn sẽ có một buổi sáng căng thẳng khi tủ quần áo của bạn bừa bộn và không biết những thứ mình cần ở đâu. Ngay lập tức bạn sẽ có thái độ tiêu cực do bạn không biết nên mặc gì hoặc phụ kiện mình cần đang để ở chỗ nào. Đừng tập trung quá nhiều vào bất cứ điều gì vì bạn có thể rời xa những người có thể giúp đỡ bạn và những người thân thiết với trái tim mình. Nếu có một món đồ nào đó trong tủ quần áo của bạn mà bạn chưa mặc đến trong vài năm qua, đã đến lúc bạn nên loại bỏ nó
hoặc tặng nó cho những người thiếu thốn, vừa gọn tủ, vừa giúp được người khác ít nhiều. Để nhường chỗ cho những điều mới mẻ trong cuộc sống, bạn nên loại bỏ ít nhất 1/3 số món đồ trong tủ quần áo của mình. 3. Cửa chính của ngôi nhà không được dùng làm lối vào chính. Sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của bạn đều được đại diện bởi cửa chính của ngôi nhà. Nếu bạn thường xuyên ra vào qua gara hoặc cửa sau, bạn có nguy cơ nhanh chóng đánh mất dấu những điều mình muốn đạt được trong cuộc sống. Bạn sẽ bị hạn chế các cơ hội thăng tiến và việc làm dành cho mình nếu bạn làm như vậy. Cửa chính không được sử dụng tử tế cũng ngăn cản bạn thể hiện khả năng sáng tạo của mình và ngăn cản bạn nắm bắt những cơ hội có thể khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Khi bạn phải đi ra ngoài hay về nhà, hãy ra vào nhà bằng cửa chính, chứ đừng đi bằng cửa khác. Có như vậy thì cát khí mới lưu thông, nguồn năng lượng tốt mới có thể vào nhà bạn. 4. Đồng hồ hỏng và lịch cũ. Những đồ vật bị vỡ, đặc biệt là đồng hồ bị hỏng, cần được loại bỏ khỏi nhà theo đúng nguyên tắc phong thủy. Người ta tin rằng chúng chỉ ra những điều không may mắn trong tương lai. Ngoài ra, lịch cũ còn là thỏi nam châm thu hút năng lượng bất lợi và xui xẻo. Theo quan niệm phong thủy, nếu bạn chưa lật trang về tháng hiện tại hoặc lịch đã lỗi thời thì điều này là không tốt. Lịch là sự thể hiện sự trôi qua của thời gian và một số người tin rằng nếu sử dụng không đúng cách có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai của các thành viên trong gia đình. Nếu bạn lời xé lịch thì tốt nhất là không nên dùng lịch giấy, hãy dùng lịch điện tử. 5. Gương đối diện giường. Theo vị trí treo gương trong nhà, đặt một chiếc gương đối diện với giường có thể gây khó khăn và xui xẻo cho bạn trong đường tình duyên. Để gương đối diện giường ngủ khiến bạn trằn trọc khó ngủ, ngủ không yên giấc. Về lâu dài sẽ khiến cho giấc ngủ bị ảnh hưởng, tâm tính dễ cáu gắt, khó chịu, người bứt rứt stress, tinh thần đi xuống. Đời sống vợ chồng khó hòa hợp, dễ dẫn đến mâu thuẫn. Để chiếc gương ở gần giường của bạn là một quyết định sai lầm vì nó mang tới những ảnh hưởng tiêu cực đến một mối quan hệ lành mạnh và chất lượng. Nếu gần đây bạn đang tranh cãi với người ấy và trùng hợp là bạn cũng có một chiếc gương chĩa vào giường thì đây có thể là lý do chính khiến hai bạn cãi nhau. Khuyên bạn nên tháo nó ra khỏi phòng ngủ hoặc đặt nó ở vị trí khác và xem điều gì sẽ xảy ra. Những tấm gương ngay từ đầu đã không thích hợp để ở cạnh giường. Tháo nó ra càng sớm càng tốt. Những khó khăn của bạn có thể sẽ tự tan biến. 6. Cây già và xương rồng. Theo khía cạnh thẩm mỹ, nhìn bề ngoài thì cũng không có gì là xấu hay không tốt ở đây. Tuy nhiên, xét trên quan niệm phong thủy, về lâu về dài thì điều này lại ảnh hưởng không nhỏ đến gia chủ. Theo phong thủy, cây già được coi là nguồn gốc của điều xui xẻo. Nó là một trong những điều mang năng lượng xấu vào nhà. Vì thực vật là biểu tượng của sự phát triển và thành công, nên việc giữ cây già hoặc cây khô là điều không thể chấp nhận được. Những vật sắc nhọn, chẳng hạn như cây có gai, thường mời những năng lượng tiêu cực không mong muốn vào nhà bạn. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên mua xương rồng hoặc đồ nội thất có cạnh sắc. Nếu đang có cây xương rồng, cây già, bạn nên mang chúng ra khỏi nhà một thời gian và quan sát xem có gì thay đổi hay không nhé. Tuyệt đối phải tránh dùng cây già trang trí phòng tân hôn vì sẽ khiến các cặp đôi khó thăng hoa về tình cảm, mâu thuẫn nảy sinh. 7. Để nhiều giày trước cửa ra vào. Giày dép thực sự là nam châm năng lượng tiêu cực và việc để chúng trước cửa nhà quá nhiều là không tốt. Giày đặc biệt là giày bẩn chính là nam châm thu hút năng lượng tiêu cực lớn hơn so với giày sạch. Vì chúng cũng là vật phẩm thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, năng lượng tiêu cực ở ngoài đường nên hãy đối xử với chúng một cách đặc biệt. Ngôi nhà của bạn giống như một ngôi đền và bạn sẽ không muốn bất cứ ai vào đó với đôi giày bẩn, đúng không nào? Đừng bao giờ để chúng ở ngoài cửa. Làm như vậy có thể có tác động xấu đến hạnh phúc và sức khỏe của bạn. Thay vào đó, hãy rũ bớt đất cát và sắp xếp chúng gọn gàng ở trong tủ giày. Đối với những gia đình có cửa ra vào, đối diện với hành lang, tủ giày còn có tác dụng như bình phong, có thể cản lại những luồng khí không tốt ở ngoài cửa. Khi trang trí phòng ngủ, chúng ta thường đặt rất nhiều đồ trang trí ở mọi góc phòng ngủ. Nhưng bạn nên để ý, những đồ vật không nên để cạnh giường này. 1. Không nên đặt đồng hồ báo thức ngay cạnh giường ngủ. Nhiều khi con người cần đến một chiếc đồng hồ báo thức để tự đánh thức mình. Có thể nói là một vật dụng cần thiết trong cuộc sống, nhưng không nên đặt cạnh giường ngủ.
Trước hết, đồng hồ có nghĩa là kết thúc, mang ý nghĩa không tốt. Thứ hai, nếu con người bị đồng hồ báo thức đánh thức mỗi ngày, sẽ dễ bị cao huyết áp và chất lượng giấc ngủ kém. Đặt đồng hồ báo thức ở đầu giường sẽ vô thức lo lắng về việc đồng hồ báo thức reo vào ban đêm và suy nghĩ xem khi nào nó sẽ đổ chuông. Điều này làm giảm nghiêm trọng chất lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất ở một mức độ nhất định. Vị trí tốt nhất để đặt đồng hồ báo thức là cách giường 1,8m hoặc xa hơn. 2. Không nên đặt hoa giả, cây xanh ở đầu giường. Đặt chậu hoa giả ở đầu giường dễ thu hút những điều xui xẻo cho gia chủ. Đặc biệt là trong phòng vợ chồng, nếu đặt hoa giả ở đầu giường, theo thời gian, hai người dễ trở nên ghẻ lạnh, thậm chí xích mích với nhau. Cuối cùng, nhiều cặp đôi sẽ chia tay và gia đình cũng sẽ tan vỡ vì một trong những đồ vật không nên để cạnh giường này. Còn về chậu cây cảnh, cây xanh có thể thanh lọc không khí, trang trí phòng ngủ, nhưng lại thải ra carbon dioxide vào ban đêm. Nếu đặt gần quá, có thể khiến con người rơi vào môi trường thiếu oxy và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đồng thời, cây xanh cũng dễ sinh sâu bệnh, gây hại cho sức khỏe gia chủ. Vì thế, bạn đừng nên đặt cây xanh trong phòng ngủ. Nếu muốn, thì hãy đặt một chậu cây nhỏ ở bàn trang điểm trong phòng ngủ là tốt nhất. 3. Không nên đặt những bức tranh trang trí khổ lớn ở đầu giường. Đặt bức tranh yêu thích vào khung ảnh tinh xảo bên đầu giường có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, bạn nên chú ý khi chọn những bức tranh trang trí đặt cạnh giường ngủ. Bạn không nên đặt những bức tranh trang trí phức tạp, có khung lớn, có thể tạo cho con người cảm giác ngột ngạt và khiến họ không thể ngủ yên. Ngoài ra, tông màu của tranh phải nhẹ nhàng, không nên chọn tông tranh màu đen hoặc màu quá tối, hoặc tranh có cảnh mặt trời lặn ở hướng Tây, vì những bức tranh này trông nặng nề, buồn bã, khiến người ta chán nản, bi quan, thiếu sức sống. 4. Không nên đặt những vật dụng nguy hiểm cạnh giường. Theo phong thủy giường ngủ, đầu giường không thích hợp để đặt hoặc treo các đồ dùng bằng gốm, đồ chạm khắc bằng gỗ, quạt gấp khổng lồ, sừng, da động vật và các đồ thủ công khác. Ngoài ra, những đồ vật có hại cho cơ thể không được đặt cạnh giường như các vật có tính phóng xạ như là điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc một số vật dụng kim loại nặng. Các vật dụng phát ra khí độc hại. 5. Những vật dụng khẩn cấp có thể để cạnh giường. Ngoài những đồ vật không nên để cạnh giường, đây là một số vật dụng khẩn cấp hàng ngày có thể được đặt trên bàn cạnh giường ngủ, chẳng hạn như thuốc cấp cứu, nước, đèn pin. Thuốc cấp cứu đôi khi có thể cứu sống chúng ta, nhưng có hai căn bệnh chính có thể giết chết con người ngay lập tức. Một là nhồi máu cơ tim, hai là đột quỵ. Vì vậy, cần phải đặt vài viên aspirin trên bàn cạnh giường ngủ, để một cốc nước trên bàn cạnh giường ngủ để bạn không phải ra khỏi giường uống nước khi cảm thấy khát vào ban đêm. Đặt đèn pin để chuẩn bị cho sự cố mất điện hoặc lắp một chiếc đèn ngủ có ánh sáng nhẹ nhàng để phục vụ cho gia chủ trong trường hợp cần thiết vào ban đêm. Thưa quý vị, những lời giải đoán vận mệnh trong năm 2024 trên đây đã khép lại chương trình tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bổ ích sau. Chúc quý vị một vận trình như ý, phú quý, bình an.